Adaptable Levency cho beginner. Mới gắn cặp hồng luôn. Đây là bộ zin móc có hai chế độ nha. Anh em muốn đi loại nào cũng được, tùy mình thích. Em nhu cầu tư vấn thì liên hệ Bảo ha. Bô zin móc cũng được, mà bô leo cũng được, tùy theo ý thích của mình thôi. Móc im máy đi tàn tàn hoặc là kiểu racing nổ cũng được. Anh em nhu cầu liên hệ Bảo, địa chỉ là 147 Tân Khai, phường 4, quận 11. Số điện thoại mình là 0909774482. Thì anh em đã xem cái tin không?